em xin kính chào cô chú chị bạn. Rất vui được gặp lại cô chú chị bạn trong video tiếp theo hôm nay. Video hôm nay em thực hiện được hôm nay là vào ngày 27 tháng 8 2022, vậy khu vực này là quảng trường cũng như là gần chợ đêm của Nha Trang. Hôm nay thì khu vực quảng trường có chương trình gọi là VN Express Marathon, quý vị. Sân khấu bên kia là cái sân khấu của chương trình VN Express Marathon, rất là đông du khách cũng như người dân đi xem ca nhạc. Thì hôm nay là ngày cuối tuần thứ bảy nữa cho nên là rất là đông, quý vị. Và cái lượng thu hút một cái lượng khách du lịch trong nước cũng khá là đông, khách nội địa, và họ đi dọc ở trên vỉa hè của con đường Trần Phú. Bên kia là tháp Trầm Hương. Con đường Trần Phú mỗi khi mà có chương trình ca nhạc rồi là lúc nào cũng bị kẹt xe cũng như là rất là nhộn nhịp về đêm. Ngay góc này là con đường Nguyễn Thi và con đường Trần Phú vậy. Con đường Nguyễn Thi là con đường chợ đêm của Nha Trang. Bây giờ mời cô chú các bạn vào qua khu vực quảng trường một xíu nha, xem thử không khí ở bên đó như thế nào. Cái cổng VN Express Marathon Marvelous Nha Trang đã được dựng lên rồi nha quý vị. Thì sáng ngày mai ngày 28 tháng 8 sẽ diễn ra chương trình giải chạy marathon dành cho các runner lúc 3 giờ sáng quý vị. Các cái cự ly chạy như là em biết được là có cự ly 42 km là lớn nhất, rồi các cự ly thấp hơn là 21 km. Chạy khu vực của con đường biển Trần Phú cũng như là con đường biển đường đèo Phạm Văn Đồng. Ngày hôm qua thì chương trình cũng diễn ra với Cool Marathon, VN Direct Marathon dành cho các em nhỏ tuổi từ 6 đến 10 tuổi vậy. Ngày mai thì dành cho các runner chuyên nghiệp lớn tuổi. Tối hôm nay thì quảng trường có ca nhạc. Bên kia là hội trường như là chợ đêm, rất là nhộn nhịp vậy. Marathon này thì được tổ chức bởi thông báo VN Express kết hợp với Ủy ban của tỉnh Khánh Hòa. Rất là nhiều vận động viên quý vị. Như em thấy đọc trên báo là có được thông tin là khoảng 8.500 vận động viên đó. Cho nên là các vận động viên tới đây cũng khá là đông đúc, làm cho cái không khí của Nha Trang càng sôi động hơn. Khu vực bên hội trường cũng như là chợ đêm nhộn nhịp.
Thì cách đây mấy ngày thì ở Nha Trang cũng diễn ra cái chương trình lễ hội ẩm thực và du lịch cũng khá là nhộn nhịp. Rồi vừa mới kết thúc thì lại diễn ra chương trình VN Express Marathon tiếp. Và vào ngày 29 tháng 8 ở dưới khu vực của công viên thanh niên cũng sẽ diễn ra lễ hội ở dưới đó nữa, lễ hội ẩm thực của Thái Lan nữa vậy, hàng Việt và Thái Lan đó. Sắp tới những ngày lễ 29 rồi, chắc chắn Nha Trang sẽ nhộn nhịp hơn nữa. Là kích cầu để cho cái lượng khách du lịch, thu hút cái lượng khách du lịch trong nước cũng như là quốc tế đến Nha Trang nhiều hơn. Rồi, đông kinh khủng vậy. Và đây là khu vực của sân khấu gần ngay tháp Trầm Hương. Đây là những cái máy mái hiên là dựng lên để mà dành cho cái giải VN Express Marathon. Rất là nhiều người tập trung ở khu vực của sân khấu rồi. Hôm nay diễn ra lễ khai mạc của VN Express Marathon. Lễ khai mạc diễn ra cũng sẽ có chương trình ca nhạc. Thưa quý vị, lễ khai mạc giải chạy VN Express Marathon Marvelous Nha Trang năm 2022 sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các vận động viên, quý vị quan khách di chuyển vào khu vực tổ chức và ổn định để chương trình được bắt đầu. Ladies and gentlemen, the opening ceremony of the VN Express Marathon Marvelous Nha Trang 2022 will start in a few minutes. We would like to invite delegates, runners, and people from Nha Trang City to move to the organizing area so that the event can start. Kính thưa quý vị, lễ khai mạc giải chạy VN Express Marathon Marvelous Nha Trang 2022 ngày hôm nay sẽ được livestream trên báo VN Express, fanpage vnexpress.net và fanpage của giải chạy VN Express Marathon Marvelous. Khu vực này là dành cho các vận động viên quý vị. Các vận động viên họ vào bên trong đây để tham dự cái lễ khai mạc. Chú ý đi lại để tránh ảnh hưởng tới việc livestream của chương trình. Xin chân thành cảm ơn. The opening ceremony of VN Express Marathon Marvelous Nha Trang 2022 will be live streamed on VN Express newspaper, fanpage vnexpress.net and fanpage of the VN Express. Ở đây hình như là một vận động viên nữa vậy. Họ mặc áo của VN Express Marathon. Thank you so much for your support. Là khu vực phía ngoài của con đường Trần Phú. Cái sân khấu này thì nó nằm gần khu vực của tháp Trầm Hương. Quý vị khán giả đang theo dõi trực tiếp livestream lễ khai mạc giải
chạy marathon VN Street Marathon Marathon Sài Gòn 2022. Không khí rất là sôi động rồi. Và công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT tổ chức. Kính thưa quý vị, VN Express Marathon là một trong những hệ thống giải chạy có quy mô lớn nhất Việt Nam. Năm 2022, VN Express Marathon tiếp tục giới thiệu và đồng hành cùng các vận động viên chinh phục những cung đường chạy. Đây là cung đường của nổi tiếng ở nước ta. Và ngày hôm nay tại quảng trường mùng 2 tháng 4 này, chúng ta đã đón ngày tháng tập trung rất là đông để chuẩn bị cho giải chạy marathon sẽ được diễn ra tại thành phố Nha Trang xinh đẹp vào sáng ngày mai. Ngày mai bắt đầu các vận động viên sẽ chạy. Nhưng chúng tôi cũng đã ghi nhận được gần 8.500 vận động viên trong nước và quốc tế đăng ký thi đấu. Và hy vọng với cung đường chạy là những con đường xinh đẹp tại thành phố biển Nha Trang. Hôm nay và biển xanh được thi tại Nha Trang. Con đường Trần Phú cũng nhộn nhịp người đi dạo, là không những xe chạy mà đông người đi dạo vậy. Bên kia của vỉa hè. Dạ, nghèo và ngay cái vị trí này là cái cổng xuất phát cũng như là cái cổng về đích của giải chạy VN Express Marathon Marvelous Nha Trang. Sáng mai các vận động viên sẽ bắt đầu từ ngay vị trí này xuất phát. Vị trí kia là khu vực của quận xoay Lê Thánh Tôn và đường Trần Phú. Xe rất là nhộn nhịp do ngay chỗ này đang bị chặn lại cho nên con đường Trần Phú nó bị hẹp, dẫn đến xe lưu thông nó khó hơn. Bên này là cái sảnh của tòa nhà HB Central Square. Đông đúc quá về, đông đúc và nhộn nhịp quá. Là bên tòa nhà của HB Central Square nè. Ở đây là bên trong của trung tâm thương mại Shopping Mall của Nha Trang Center. Này là tầng trệt vậy. Khu vực này thì có các cái quán cà phê The Coffee House nè. Rồi có hãng McDonald's. Như tòa nhà này em thấy ở chỉ có tầng trệt ở phía dưới là còn hoạt động thôi, còn tầng ở phía trên, khu vực tầng phía trên hình như là đóng cửa hết rồi.
cũng vắng khách quá. Đây, tầng trên đóng cửa hết rồi. Vắng vẻ điều hiu. Cái lượng khách quốc tế nó ít quá cho nên là dẫn đến các trung tâm thương mại nó cũng vắng vẻ hơn quý vị. Vắng vẻ hơn so với khi mà còn khách quốc tế. Đó, chỗ này dành cho những ai thích chụp ảnh tòa nhà AB Shinto Square. Lúc này bán quần áo. Đây thì quý vị có thể đi xuống thang máy. Thang máy này vậy. Đây ở dưới tầng hầm, khu vực quầy xe. Đây là tầng hầm để xe của tòa nhà AB Shinto Square này, rất là rộng. Xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú chị Hoàng đã xem video. Xin kính chào cô chú chị Hoàng.